Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh review xe độ của Hai Bánh. Và nhân vật mình hôm nay mình đem đến cho các bạn là một dòng xe siêu phẩm, cực kỳ hot nhưng lại rất ít người độ ở Việt Nam. Rất rất khó để mình kiếm được một chiếc xe để mang đến cho các bạn. Và đó là gì? Các bạn nhìn bên kia nha. Và nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay đó chính là BCX125 thuộc sở hữu của anh Vinh Cao. Mình MC mình chỉ là Vinh Lùng thôi, còn người ta là Vinh Cao. Đây là con xe của người ta. Bây giờ thì trước tiên mình sẽ nói về cái phần dàn áo của con xe này trước đi ha. Thì cái màu sơn của nó các bạn thấy vô cùng đặc biệt. Cái màu sơn này theo như chủ xe chia sẻ cho mình đó là anh phải mua một cái phôi nhựa đã sơn màu này ở bên Malai, sau đó là đem về Việt Nam và nhờ những anh thợ ở Việt Nam sơn lại cho giống nhất mới ra được một siêu phẩm như thế này. Các bạn nhìn trên clip thì có thể là ra một cái màu khác, hoặc là xem ảnh thì cũng có thể là một cái màu khác, nhưng mà nhìn thực tế á, thì nó lại là một cái màu xanh. Nó lạ lắm các bạn, mình không biết phải diễn tả cái màu xanh này như thế nào. Và cái con xe này á, được dọn theo phong cách của Thái Lan, cho nên phần dàn chân cũng đã được dọn lại bằng bộ bánh căm với niềng nhôm vàng đến từ thương hiệu Excel. Đó, một con xe đúng phong cách Thái Lan luôn. Và ở thị trường Việt Nam mình á, thì mình thấy là rất nhiều những anh em chơi xe tay ga hiện nay, điển hình nhất là Vario nè, cao cấp hơn thì có SH150 và SH300, nhưng mà dòng xe BCX này thì lại bị anh em bỏ quên rất là nhiều. Và mình mong rằng sau bản độ này mình sẽ gặp được nhiều hơn và nhiều hơn nữa những bản độ về dòng xe BCX. Thôi, và bây giờ chúng ta sẽ đi đến những món đồ chơi có trên con xe này cả đi. Điểm nhấn đầu tiên đó chính là chi tiết chắn gió trước đã được thay lại bằng một sản phẩm có diện mạo bên ngoài trong suốt và hầm hố hơn. Đây các bạn thấy góc cạnh, nó có nhiều góc cạnh hơn và nó cao hơn so với phần kính chắn gió zin, đem lại cái gì đó gọi là nó gấu hơn, nhìn nó lực lưỡng hơn cho chiếc BCX125 này. Rồi, và như lúc đầu mình đã nói thì mình sẽ chia đôi cái chiếc xe này là làm hai để mình đánh giá cho các bạn xem. Thì bây giờ mình sẽ nói về tay thắng bên đây trước, cùng công tắc sau đó xuống heo luôn. Đó, mình đổi là một chút xíu phong cách cho nó đặc biệt phù hợp với chiếc xe này. Đây là tay côn TZM. Phần tay côn này được sản xuất bởi thương hiệu Domino của Ý. Và cái mẫu tay này là thường được những bạn chơi xe côn tay sử dụng rất là nhiều. Và khi đem qua những cái mẫu xe tay ga như là BCX hay là Vario thì nó lại biến thành một cái tay thắng để đảm nhiệm cái chức năng an toàn hơn cho phần phanh sau. Kế đến là bộ cùm công tắc của Domino. Bộ cùm này thì quen thuộc quá rồi, mình không cần phải nói nhiều nữa, chỉ cần mấy bạn xem thôi. Đấy, vì là một chiếc xe sở hữu ghi đông trần cho nên là những món đồ chơi này có thể gáp lên xe một cách dễ dàng, cực kỳ dễ dàng luôn, không cần phải chế bất cứ một chi tiết nào, không cần phải cắt hàng rồi khoét dàn ngũ như là những con xe khác. Nói là BCX cũng là một dòng xe dễ độ. Cái đó là phần bao tay đến từ thương hiệu Rorip. Đây, phần bao tay được làm bằng chất liệu cao su cao cấp hơn so với bao tay zin, đem lại cái cảm giác cầm êm hơn và tăng được cái độ bám tay cho người sử dụng. Đó,
Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần heo trước. Phần bánh đã được thay lợi bằng nền Excel. Đó, phong cách hạ xuống bánh căm này được rất nhiều anh em chơi xe ở bên Thái Lan trang bị. Và chiếc xe này cũng dọn theo phong cách đó, cho nên không thể thiếu một cặp bánh căm được. Và niền ở đây chủ xe lựa chọn là tông màu vàng để nổi bật hơn so với phần dàn áo của xe. Kèm theo đó là phần đùm bên trong được phay lại theo phong cách hầm hố và đem lại cái gì đó gọi là nó khác lạ cho con xe. Đây, nhấn nhá nhẹ ở đây là bằng một chiếc van vòi chất liệu titan xanh lục bảo. Rồi lật qua cái là chúng ta sẽ thấy được con heo và chiếc đĩa. Kế đến là phần đĩa thắng gaffer. Phần đĩa này được dành cho những dòng xe phân khối lớn, cho nên khi đem qua đùm của những con xe nhỏ như thế này thì chủ xe phải làm lại phần thớt lồng bên trong để có thể tháo ráp dễ dàng hơn. Xung quanh thì có những con ốc GG5 đầu 3D rất là đẹp. Và đến với phần heo dầu thì chủ xe đã sử dụng sản phẩm hai bích đối xứng của thương hiệu Fando. Thì mẫu heo này là không dành cho xe phân khối nhỏ, cho nên để bắt nó được vào phuộc thì chủ xe phải làm một cái bát CNC được làm bằng chất liệu nhôm. Và phía trên là một sợi dây dầu heo bấm đầu. Và kích thước của con heo này phải nói là lớn hơn so với những con heo zin, cho nên là để khi mà xuống bánh căm thì phần bánh căm phải sử dụng là rút căm trong để cho cái phần thân căm này nè mấy bạn không có bị cạ vào cái mặt sau của heo và giúp cho xe vận hành được ổn định và an toàn hơn. Đây, bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái chi tiết phần động cơ. Và mình nhận thấy ở đây thì chủ xe sử dụng phần lọc gió của BMC. Thì phần lọc gió này màu đỏ nổi bật cho khả năng lấy gió được tốt hơn. Phía bên ngoài là phần nắp của Boe của thương hiệu Zipac. Ngoài trong suốt làm đẹp ra thì phần nắp này sẽ cho chủ xe nhìn được phần lọc gió bên trong để vệ sinh khi có các bụi bẩn bám vào. Đến với phần động cơ thì ở đây với sức mạnh 125cc thì chủ xe đã độ cho nó một cái bài thần thánh và quen thuộc hiện nay, đó chính là bô xăng lửa để đem lại khả năng vận hành êm ái mượt mà, khiến cho mỗi lần chủ xe leo lên chiếc phi thuyền này phải có cảm giác lướt đi. Đó là mong muốn của chủ xe khi leo lên nó. Và để phù hợp hơn với phần động cơ bô xăng lửa thì ở đây chủ xe đã thay lại phần ống xả bằng thương hiệu Forest. Kết hợp với đó là một phần cổ bô mà theo như chủ xe chia sẻ với mình, phần cổ này là dành cho bô Gran Turismo lướt nền lay dành cho dòng BCX này. Và khi gáp cây bô Forest là vô, anh vẫn tận dụng lại phần cổ này. Nhưng mà may mắn một điều là nó gáp vừa khít và liền lạc một cách hoàn hảo, như là sinh ra để dành cho nhau vậy. Kế đến là phần dè con bên trong đã được thay bằng sản phẩm của AB với hình hài của nó là dài hơn, giúp hạn chế được các chất bẩn có thể bắn trực tiếp lên phần gầm. Và để đem lại khả năng giảm sốc được êm ái hơn thì ở đây chủ xe đã lựa chọn phuộc Olin, một thương hiệu đến từ Thụy Điển. Dòng sản phẩm này theo như chủ xe chia sẻ với mình đó là mẫu phuộc dành cho AB, cho nên khi mà chế qua cho BCX đó, thì phần gầm xe phải được khoét rộng hơn. Tuy nhiên thì mất này được kia, dòng phuộc này lại có hai núm chỉnh ngay chân và bình dầu, cho chủ xe được nhiều sự tăng chỉnh hơn để phù hợp với khả năng vận hành cũng như là cảm giác lái của bản thân. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần ghi đông còn lại mà lúc đầu mình đã nói dở dang. Thì ở đây chủ xe sử dụng là cùm công tắc của Domino, kế đến là cùm ga cũng của thương hiệu Domino, kèm theo đó là hai phần co ga CNC màu đỏ. Phía bên ngoài được kẹp cố định dây ga đến từ thương hiệu Ti. Và một món đồ chơi nữa là phải nói là lần đầu mình được review nó, đó chính là tay thắng đến từ thương hiệu Anh Cho. Từ bữa tới giờ thì mình gặp toàn là thương hiệu Rambo không à,
thì bây giờ mình mới được sờ tận tay, nhìn tận mắt một sản phẩm của Đài Loan. Thì dòng sản phẩm này mang giá thành ngon, bổ, rẻ hơn so với của Rambo, nhưng mà đem đến cái sự độc lạ và khả năng vận hành cũng tương đối là êm. Đây, các bạn thấy, tuy là sở hữu cái bích tông 18 nhưng mà khi mà mình bóp vào thì cảm giác nó êm và nó không bị quá căng về cái lực thắng bên trong. Các chi tiết bên ngoài của tay thắng được sắc sảo hơn, và hầu như là mình thấy những cái góc cạnh này nè, họ xử lý rất là mềm mại, tạo cảm giác thoải mái cho người sử dụng. Và phía bên trên được cố định bằng một bình dầu chứa dầu thắng cho cầm tay. Và phần bát cũng đến từ thương hiệu Anh cho. Đây là một combo. Khi mà chúng ta đập hộp cái mẫu tay này, không cần phải mua thêm bình dầu hay là bát như những mẫu tay thắng khác. Đó là một lợi thế của cùm tay thắng này. Và kèm theo đó, mình không quên nhắc đến cho các bạn, đó chính là chi tiết ghi đông. Và phần ghi đông được làm lại bằng chất liệu carbon. Kèm theo đó là phần đế nâng làm bằng chất liệu nhôm. Thì phần đế này sẽ giúp cho ghi đông được nằm cao hơn, phù hợp với dáng ngồi của chủ xe. Và đó là những gì có trên bộ ghi đông này. Và tuyệt vời quá các bạn ơi, mình vừa được anh Vinh Cao cho mượn chìa khóa để trải nghiệm thử chiếc phi thuyền này, để xem cái góc lái và tư thế ngồi của nó như thế nào. Các bạn hãy cùng đón xem. Với chiều cao chỉ có 1m6 như mình thì khi leo lên xe thì có một sự chới với, bởi vì yên xe quá cao. Nhưng khi xe đã bắt đầu di chuyển rồi thì cảm giác đó đã dần biến mất, và thay vào đó là một sự êm ái và thoải mái trong tư thế ngồi, bởi vì phần ghi đông đã được nâng cao hơn bằng hai cục CNC khiến cho lưng mình được giữ thẳng. Kèm theo đó là phần yên đã được làm lại, tạo cho tư thế ngồi của mình một sự êm ái và thoải mái. Phần heo dầu trước với hai bích đối xứng đem lại lực phanh mạnh hơn, và phần phuộc ô liền sẽ đem lại khả năng giảm sốc êm ái và giữ được trọng tâm rất tốt khi vào cua ở tốc độ cao. Thì như mình đã chia sẻ, động cơ của chiếc xe này là bô xăng lửa, cho nên từ việc đề ba cho đến nước hậu khi di chuyển trong thành phố rất là mượt mà và đạt được gia tốc như mình mong muốn. Đó là những gì mình cảm giác được. Và đoạn chạy thử lúc nãy đã khép lại video clip review chiếc BCX 125 này của mình. Các bạn đừng quên like và subscribe cho Hai Bánh để chúng tôi có động lực đem đến cho các bạn những chiếc xe khác đẹp hơn, lạ hơn và độc hơn. Một lần nữa, xin chào các bạn.